Rồi, chào cả nhà nha. Chào cả nhà đã đến với video tiếp theo của Phương nha cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà trong thời gian qua đã mua nấm dinh dưỡng cho nấm rồng hộ Phương nha. Đó, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Đấy, ai đặt hàng cứ liên hệ tới số 0374740446 hoặc là cái số đó các bạn Zalo Phương nha. Phương nhận giao hàng toàn quốc nha cả nhà. Hàng tới kiểm tra hàng thoải mái xong rồi mới nhận hàng nha cả nhà nha. Đó, Phương cũng tạo điều kiện dễ nhất cho cả nhà để đặt hàng rồi. Ai đặt hàng có thì có trách nhiệm với đơn hàng của mình nha. Đừng bom hàng tội Phương nha cả nhà nha. Một chai Phương cũng lời không có nhiêu tiền đâu cả nhà nha. Rồi. Phương vô đơn hàng luôn nha cả nhà. Đây, chai dinh dưỡng cả nhà. Chuyên dùng cho nấm rơm luôn nha cả nhà nha. Chuyên dùng cho nấm rơm này cả nhà. Đó, chuyên dùng cho nấm rơm này. Đó, lưu lượng và cách sử dụng này, pha 25cc cho một bình 8 lít nước, xịt lúc sắp mô này. Và 7 ngày sau khi vung meo nha cả nhà nha. Cả nhà nhớ là cả nhà pha đúng lưu lượng cho Phương nha. Mua cái ống xà lan, ống kim tiêm á, cả nhà hút pha 25, cứ pha 25cc cho bình 8 lít nước là được nha cả nhà. Và chai này hàng sử dụng nó tới 3 năm lận cả nhà nha. 3 năm là cả nhà mua về không xài hết cả nhà, lấy cái bọc bịt nylon cả nhà buộc lại được, là lấy cái cọng dây thun cả nhà buộc lại cả nhà là để 3 năm được nha cả nhà nha. Đó. Và công dụng này kích thích chấm dụng nấm này, kích thích nấm mọc rộ hơn, tăng tỷ lệ nấm lớn, tăng năng suất đến 20-30% nha cả nhà nha. Chai này rất là lợi hại cả nhà cả nhà. Cả nhà ai mà mua cái chai, ai mà làm nấm nó không lớn này, nó bị dợp nấm này, nó ai mà nấm nó vàng này, đó cả nhà mua cái chai này về cả nhà Phương là Phương đảm bảo là nó sẽ được như ý nha cả nhà nha. Phương đảm bảo luôn nha cả nhà. Cái đó là Phương sử dụng rồi, Phương thấy hiệu quả Phương mới đăng lên Phương bán, chứ không phải là Phương lấy gì là Phương không Phương lấy gì là Phương bán luôn nha cả nhà nha. Đó. Đó. Cái này là Phương sử dụng rồi Phương mới bán cho cả nhà nha. Đó, thấy có hiệu quả Phương mới bán cho cả nhà đó. Chai này 250ml lận nha cả nhà nha. Đấy. Đó, ai đặt hàng cứ liên hệ tới cái số đó cho Phương, Phương nhận giao hàng từ toàn quốc luôn nha cả nhà nha. Đó, cả nhà cứ alo gọi trực tiếp cho Phương nha cả nhà. Và phải lưu ý là Phương cứ giao hai chai trở lên Phương mới giao nha cả nhà nha. Đó, ai đặt hàng cứ liên hệ cho Phương. Đó, Phương nhận giao hàng toàn quốc luôn cho cả nhà này. Đó, chai dinh dưỡng dành cho nhóm rơm này cả nhà. Phương đảm bảo là nó không độc hại nha cả nhà, không độc hại nha. Cái đấy từ hữu cơ chứ không phải là từ hóa học nha cả nhà đó. Từ hữu cơ nha cả nhà. Đó, từ hữu cơ chứ không phải là hóa học nha cả nhà. Chuyên dùng cho nhóm rơm này cả nhà. Nguyên liệu Israel nha cả nhà, rất là nổi tiếng nha cả nhà nha. Đấy. Cả nhà ai cứ đặt hàng thì liên hệ trực tiếp cho Phương nha. Đấy, rồi. Cái Phương video này Phương chúng nói ngắn gọn vậy thôi. Đó, cả nhà ai đặt hàng cứ liên hệ cho Phương nha. Rồi, Phương chào cả nhà nha. Chúc cả nhà mình thật là nhiều sức khỏe và thành công nha cả nhà. Rồi, chào cả nhà.